Chào mừng các bạn đã đến với video ngày hôm nay. Sau phiên giao dịch ngày 13 tháng 9 năm 2024, giá vàng đã thiết lập đỉnh cao lịch sử khi vượt mốc 2.600 đô la Mỹ một ao, đánh dấu mức tăng lên tới 30% kể từ đầu năm đến nay và nếu nhìn rộng ra thì giá vàng đã tăng gần 70% trong hai năm qua. Dù vàng là một loại hàng hóa đặc biệt có vai trò như tiền tệ để dự trữ và trao đổi hàng hóa, nhưng cũng như mọi loại tài sản và hàng hóa khác, nó cũng chịu tác động từ quy luật cung cầu lạm phát hay tình hình chính trị xã hội. Vậy cụ thể đâu là những yếu tố ảnh hưởng tới giá vàng? Hãy cùng tìm hiểu qua video này nhé. 1. Tác động của đồng đô la Mỹ tới giá vàng. Vàng là một kim loại quý hiếm đã có từ rất lâu đời. Từ xa xưa, con người chúng ta đã biết dùng vàng để trao đổi hàng hóa. Khi đó, vàng được xem là một đơn vị tiền tệ chung. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ chính thức của hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Một số quốc gia trên thế giới hiện nay cũng sử dụng đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ chính thức của mình. Ngày nay, nhiều nhà đầu tư lựa chọn đô la Mỹ để đầu tư kiếm lời thông qua chênh lệch tỷ giá. Vàng và đô la Mỹ là hai yếu tố quan trọng trong nền kinh tế vĩ mô trên toàn thế giới và mối quan hệ giữa chúng thường được mang ra thảo luận. Bởi mối quan hệ này cực kỳ mật thiết, ảnh hưởng lớn đến xu hướng đầu tư của thị trường. Từ những nghiên cứu và thực tế, chúng ta có thể khẳng định mối quan hệ giữa giá vàng và đô la Mỹ là tỷ lệ nghịch nghĩa là khi giá vàng tăng, đồng đô la Mỹ sẽ giảm và ngược lại. Nếu giá vàng bắt đầu giảm thì giá trị đồng đô la Mỹ sẽ tăng lên. Mối quan hệ này xuất phát từ việc vàng được xem là công cụ hữu hiệu để ngừa lạm phát. Trong khi đó giá trị của đồng đô la Mỹ được neo theo tỷ giá đô la. Khi giá trị của đồng đô la Mỹ giảm, chúng ta mất nhiều đô la hơn để mua vàng. Trong khi giá trị của đô la Mỹ tăng, chúng ta sẽ phải mất ít đô la hơn. Đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế thế giới đã chịu những ảnh hưởng nặng nề thương mại bị đình trệ, du lịch và đi lại phải đóng cửa, dẫn đến nhu cầu đô la Mỹ giảm. Cùng với đó, việc giảm lãi suất đô la Mỹ của Fed đã khiến nhiều nhà đầu tư bỏ đô la Mỹ, thay vào đó là tập trung cho những thị trường an toàn hơn toàn, cụ thể là vàng. Giới đầu tư nhận định, vàng là hầm trú ẩn an toàn nhất với cơ hội tăng giá cao. Điều này vô hình chung đã khiến giá vàng liên tục tăng cao trong thời gian dài. 2. Tình trạng lạm phát toàn cầu Giá vàng sẽ tăng vọt khi nền kinh tế cận kề tình trạng lạm phát người dân hoặc các nhà đầu tư có xu hướng rót tiền vào vàng để bảo toàn tài sản của mình, cầu tăng thì giá sẽ tăng. Như vậy, lạm phát tỷ lệ thuận với giá vàng, chúng tác động qua lại lẫn nhau. Từ xưa đến nay, vàng luôn là một hầm trú ẩn an toàn trước những đợt lạm phát và suy thoái kinh tế. Khi đồng đô la Mỹ mất giá so với các đồng tiền khác thì việc mua và nắm giữ vàng trở nên đắt đỏ. 3. Nhu cầu đầu cơ Vàng không chỉ là một loại hàng hóa đặc biệt mà còn là một sản phẩm đầu cơ ưa thích của nhiều nhà đầu tư trên thế giới. Khi thấy giá vàng liên tục tăng thì nhiều nhà đầu tư sẵn sàng rút tiền từ các kênh đầu tư khác kém hiệu quả hơn để chuyển sang đầu cơ vàng, và khi cầu tăng thì giá vàng lại càng tăng. 4. Quỹ ETF vàng. Các quỹ ETF liên quan tới vàng như iShares, quỹ SPDR Gold Shares cũng tác động không nhỏ đến giá vàng. Những quỹ hoán đổi danh mục này cho phép nhà đầu tư mua vàng bằng các chứng chỉ. Số lượng vàng mà những quỹ này nắm giữ là vô cùng lớn. Lực mua của các quỹ ETF là một tác động quan trọng trong việc đưa giá vàng tăng. Ngược lại khi các quỹ vàng bán ra thì giá vàng cũng giảm nhiệt hơn. 5. Ảnh hưởng của các yếu tố cung cầu Dù vàng là một loại hàng hóa đặc biệt, có vai trò như tiền tệ để giữ trữ và trao đổi hàng hóa, nhưng cũng như mọi loại tài sản và hàng hóa khác, nó cũng chịu tác động từ quy luật cung cầu, khi cầu tăng thì giá tăng và ngược lại. Nhu cầu vàng có thể đến từ việc các nhà đầu tư, người dân tăng cường mua tích trữ vàng hoặc đến từ việc Ngân hàng Trung ương các nước tăng dự trữ vàng. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Trung ương các nước đã tăng cường giữ trữ vàng với số lượng lớn, điều này cũng góp phần làm cho giá vàng tăng. 6. Ảnh hưởng của giá dầu Giá dầu được coi là một trong những yếu tố tác động tới giá vàng giống như đồng đô la Mỹ. Nguyên nhân chính là do giá dầu được tính bằng đô la Mỹ. Trong bất kỳ biến động nào, Giá dầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá đô la Mỹ, điều này kéo theo sự thay đổi của giá vàng. Nói một cách đơn giản, giá vàng sẽ không bị tác động trực tiếp bởi giá dầu mà sẽ bị ảnh hưởng bởi các tác động liên quan đến giá dầu như tỷ giá đô la Mỹ, biến động chính trị, xã hội. Khi giá dầu tăng, đồng đô la Mỹ sẽ giảm giá và nhà đầu tư sẽ có xu hướng mua vàng để tích trữ do nhu cầu tăng đột biến, điều này làm cho giá vàng trên thị trường tăng theo. Cần lưu ý là các yếu tố trên có mối liên hệ với nhau và giá vàng có thể bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của chúng. Ngoài ra, tâm lý và góc nhìn thị trường của cá nhân mỗi người đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định giá vàng, khiến nơi đây trở thành một thị trường phức tạp mà không phải ai tham gia cũng sẽ có lời. 7. Các chính sách của ngân hàng trung ương. Lãi suất do ngân hàng trung ương quy định có thể ảnh hưởng đến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Cụ thể, khi lãi suất thấp, các kênh đầu tư an toàn như gửi tiết kiệm sẽ không còn hấp dẫn. Thay vào đó, vàng sẽ là sự lựa chọn phù hợp, được nhiều cân nhắc hơn. Khi lãi suất cao, giá vàng có xu hướng giảm do nhà đầu tư chuyển sang trái phiếu hay gửi tiết kiệm có lợi nhuận cao hơn để kiếm lời, lúc đó vàng sẽ mất đi sức hấp dẫn. Ngân hàng Trung ương có trách nhiệm quan trọng trong việc hoạch định các hoạt động chính sách tiền tệ ở mỗi quốc gia. Chính sách giao dịch vàng do Ngân hàng Trung ương ban hành có thể có tác động lớn trực tiếp đến giá vàng. 8. Tác động từ kinh tế, chính trị Lịch sử đã cho thấy, trong thời kỳ kinh tế, chính trị bất ổn, vàng vẫn giữ nguyên được giá trị của nó trong khi các tài sản khác đều giảm giá. Bởi thế nên nó luôn là mặt hàng ưu tiên hàng đầu người ta lựa chọn trong các giai đoạn đầy khó khăn. Chẳng hạn, trong năm 2020, giá vàng tăng lên 13% do lo ngại tác động của dịch bệnh Covid-19 cũng như việc nền kinh tế bị phong tỏa. Các nhà đầu tư ồ ạt à rút tiền khỏi các mô hình đầu tư khác để mua vàng nhằm tích trữ cho những bất ổn gia tăng trên thị trường. Cũng trong đợt đầu năm 2022, khủng hoảng địa chính trị của Nga và Ukraine đã khiến vàng trở nên quý giá và tăng chóng mặt. Nhu cầu vàng trong quý 1 tăng lên 34% so với cùng kỳ năm trước. Chính tỷ phú Warren Buffett cũng cho rằng, khi thị trường đang lo sợ thì vàng là kênh đầu tư dài hạn tốt nhất. Tình hình kinh tế, chính trị hiện tại đang đồng thuận cho việc tăng giá của vàng. Đó là bất ổn chính trị ở nhiều nơi trên thế giới, từ xung đột Nga, Ukraine đến căng thẳng ngày càng leo thang ở Trung Đông đó là việc Fed vừa cắt giảm 0,5% lãi suất và đồng đô la tiếp tục suy yếu. Hy vọng rằng video đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích để có những quyết định sáng suốt với tài sản của mình trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại!